Xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh Vấn đề Thế giới. Bắc Bộ mưa rất to, lũ trên sông Thao uy hiếp nhà dân ở Yên Bái. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 9 tháng 9 và sáng sớm 10 tháng 9, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8 tháng 9 đến 3 giờ ngày 9 tháng 9 có nơi trên 150mm. Thời tiết hiện tại, phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Ngày và đêm 11 tháng 9 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Đặc biệt, trong những giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, sông Lục Nam tại Lục Nam, sông Thương tại Phủ Lạng Thương tiếp tục lên nhanh trên mức báo động 3. Sông Hoàng Long tại Bến Đế và sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 3. Từ nay đến 11 tháng 9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2, báo động 3. Có sông trên báo động 3. Đỉnh lũ trên sông Bưởi, hạ lưu sông Mã, Thanh Hóa tại Lý Nhân Mã lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Theo cơ quan khí tượng, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa. Phần cuối của bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Còn bây giờ, như thường lệ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại Việt Nam. Hiện trường vụ sạt lở 4 ngôi nhà khiến 15 người thương vong ở Sapa. Lực lượng chức năng thị xã Sapa, Lào Cai đang nỗ lực tìm kiếm thi thể cuối cùng bị mất tích trong vụ sạt lở khiến nhiều người tử vong chiều ngày 8 tháng 9. Vào khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 9, tại thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra sạt lở lớn từ trên núi cao khiến đất đá tràn xuống khu dân cư, vùi lấp 4 ngôi nhà của 4 gia đình với tổng số 26 nhân khẩu. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, vụ sạt lở khiến 5 người tử vong, 9 người bị thương, 1 người mất tích. Theo ghi nhận, sáng ngày 9 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa đã huy động gần 200 người, gồm các lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ tại các xã ít ảnh hưởng thiên tai để hỗ trợ Mường Hoa tìm kiếm nạn nhân cuối cùng bị mất tích. Tại hiện trường, khối lượng lớn đất lở từ núi cao đã tràn xuống khu vực khu dân cư, ruộng và suối Mường Hoa. Vụ sạt lở khiến nhiều diện tích hoa màu bị vùi lấp, tài sản của người dân bị cuốn trôi. Cũng trong sáng ngày 9 tháng 9, xã Mường Hoa, thị xã Sapa tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Chính quyền địa phương đã và đang tiếp tục sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm ra nơi an toàn. Hiện Ủy ban Nhân dân xã Mường Hoa đã hỗ trợ sơ tán 157 hộ dân với tổng 488 người. Sapa đã thành lập trung tâm chỉ huy thị xã tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thị xã và một sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại chỗ gần khu vực sạt lở, cùng tổ công tác hỗ trợ y tế với xe cứu thương, cơ số thuốc và bác sĩ trực sẵn sàng ứng phó cứu nạn. Vụ sập cầu Phong Châu, nhìn cảnh nước xiết, người thân khóc nghẹn mong phép màu. Theo báo cáo của tỉnh Phú Thọ, khoảng 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu tại km 18+300 quốc lộ 32C kết nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao và tỉnh Phú Thọ bị sập, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn của huyện Tam Nông. Thời điểm 13 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ đã triển khai phương án cứu hộ, hai chiếc cano đã được bố trí sẵn hai bờ sông. Tuy nhiên, nước vẫn rất xiết, chưa thể tiến hành cứu hộ. Liên quan đến sự cố này, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ khẩn cấp điều động nhân lực, thiết bị tham gia khắc phục các sự cố và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ công trình và các công việc cần thiết khác. Nhiều người tập trung ở khu vực gần hiện trường để ngóng tin người thân. Vội vàng chạy đến hiện trường vụ sập cầu Phong Châu, chị Tuyết bật khóc khi dự đoán nhiều khả năng người em rể của chị là tài xế lái container bị rơi xuống sông khi sập cầu.
Chị Tuyết cho biết em rể chị là anh Hà Quốc Công, sinh năm 1986, lái xe container. Sáng nay lúc 9 giờ đến 9 giờ 30, anh Công vẫn gọi điện cho vợ, em ruột chị Tuyết. Sau đó có thông tin sập cầu, em gái tôi gọi cho Công thì không liên lạc được. Tiền lượng là chuyện chẳng lành nên chúng tôi vội đến hiện trường. Sau đó biết được là có một chiếc xe container rơi xuống khi cầu sập, chị chia sẻ trong nước mắt. Người phụ nữ tay không cầm nổi chiếc điện thoại vì run, lo lắng cho em. Chốc lát lại lấy tay gạt nước mắt, nhìn về phía dòng chảy xiết với những tia hy vọng người em của mình sẽ được tìm thấy. Nếu em đi qua cầu chậm một chút thôi thì đã không gặp phải sự việc đau lòng như vậy em ơi. Chị Tuyết nghẹn ngào. Chiều cùng ngày, một số người dân đến hiện trường trình báo với lực lượng chức năng về việc gia đình họ có người thân mất tích, hiện không liên lạc được. Lực lượng công an đã tiếp nhận thông tin, ghi lại biển số phương tiện để phục vụ công tác. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ bị sập. Theo thông tin ban đầu, có 5 xe ô tô, 4 xe máy và 9 người dân mất tích. Đến gần 13 giờ cùng ngày, 5 người đã được cứu sống. Cầu Phong Châu được xây dựng với kết cấu sàn thép có chiều dài gần 380 mét. Công trình được khánh thành vào ngày 28 tháng 7 năm 1995. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa. Đến tháng 9 năm 2019, Phú Thọ ra lệnh cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cầu này. Hiện để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, cơ quan chức năng cho biết sẽ tính toán phương án làm cầu phao tại đây. Dự báo thời tiết ngày và đêm 10 tháng 9 năm 2024. Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Riêng khu vực Đồng Bằng và Thanh Hóa, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Nam từ 32 đến 35 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Người dân Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn mất điện diện rộng. Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Iaz, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc có mưa to, gây ngập lụt nghiêm trọng vào sáng ngày 9 tháng 9. Một số công ty điện lực phải chủ động ngừng cung cấp điện để ngăn ngừa sự cố và đảm bảo an toàn. Tại Lào Cai, trước tình huống công bố khẩn cấp về thiên tai, Điện lực Lào Cai đã chủ động cắt điện ngăn ngừa sự cố. Đến 10 giờ ngày 9 tháng 9, đơn vị đã chủ động cắt điện trên 600 trạm biến áp hạ thế, tương ứng với hơn 100.000 khách hàng, nhằm phòng ngừa nguy cơ sự cố từ mưa lũ. Tại Cao Bằng, Điện lực Cao Bằng vẫn đảm bảo nguồn điện cho các trạm bơm tiêu úng. Tính đến 9 giờ sáng ngày 9 tháng 9, ước tính có 13.650 khách hàng bị ngưng cung cấp điện do mưa lũ và hoàn lưu sau bão. Trong đó, huyện Nguyên Bình vẫn đang tắc đường do sạt lở, huyện Bảo Lạc đã bị cô lập bởi mưa lũ. Mạng lưới viễn thông đang bị sự cố không liên lạc được. Tại Bắc Cạn, trong ngày 8 tháng 9 và rạng sáng ngày 9 tháng 9, trên địa bàn huyện Ba Bể vẫn tiếp tục mưa to,
nước sông lên cao có nguy cơ dẫn đến sự cố lưới điện, nhiều cột điện hạ thế bị sạt lở, gãy, đổ. Điện lực Ba Bể, PC Bắc Cạn đang tạm ngừng cấp điện 18 trạm biến áp, ảnh hưởng khoảng 2.540 khách hàng. Hiện tại, các nhà máy thủy điện của EVN ở khu vực phía Bắc vẫn duy trì vận hành bình thường. Song, lưu lượng nước đến các hồ thủy điện đã tăng do ảnh hưởng của mưa bão. Theo thông tin sơ bộ từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, trong số hơn 5,7 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão Iagi, đến sáng ngày 9 tháng 9 đã khôi phục cung cấp điện cho 4,2 triệu khách hàng, tương ứng tỷ lệ khôi phục là 73,7%. Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, mặc dù đã huy động toàn bộ lực lượng cộng với sự hỗ trợ từ các đơn vị bạn trong Tổng Công ty, sức tàn phá của cơn bão khiến công tác khắc phục sự cố của ngành điện khó khăn và kéo dài. Tại Thái Bình, nhiều khu vực nước ngập mênh mông, công nhân điện lực phải bơi ra các vị trí cột để tìm cách khắc phục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.